Rồi, xin chào mọi người. Ở cái video này thì chúng ta sẽ xử lý cái câu tập nghiệm của bất phương trình loga nhé mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ bấm cho anh cái biểu thức nhé. Bấm biểu thức trước này. Rồi bấm cho anh loga cơ số 2 nhé, của x trừ 1 này. Mọi người chuyển với cái con 4 sang thì nó là trừ 4 nhé mọi người. Bắt đầu chúng ta can này. Đầu tiên thì ví dụ để check đáp án A, mọi người can cho anh số 20 nhé. Được chưa? Số 20 nó sẽ thuộc vào đáp án A. Đấy, đúng không? Nhưng nó sẽ không thuộc vào mấy cái đáp án còn lại đúng không? Vì những cái con còn lại nó không thể nào tới được 20 đâu. Căn 20 nhé. Rồi căn 20 nó ra dương, đúng không? Như vậy chúng ta không lấy được bởi vì bài này nó yêu cầu là dấu nhỏ hơn. Nhỏ hơn là ta phải lấy kết quả âm nhá. Được chưa? Như vậy là ý A này gạch luôn này. Rồi, đấy, ví dụ bây giờ anh can số âm 10 đi để anh check đáp án B nhá, được chưa? Can âm 10 này. Rồi, âm 10 máy báo lỗi phép tính kem nhé. Âm 10 máy báo lỗi phép tính, như vậy là ý B này gạch này. Rồi, bây giờ có C và D đúng không? C và D thì mọi người can cho anh, ví dụ mọi người can cho anh số 10 đi. Số 10 thì nó thuộc vào đáp án cuối, nhưng nó sẽ không thuộc vào đáp án C nhé, được chưa? Đấy, can thử vào cái ý 10 này. Can 10 đi. Đấy. Rồi, 10 nó ra âm nhé các em, 10 nó ra âm. Đó, như vậy là gì? Như vậy là nó thỏa mãn rồi, đúng không? Bởi vì bài này nó lấy âm mà, đúng không? Như vậy 10 mà thỏa mãn thì khoanh luôn con D, mà chúng ta sẽ gạch con C đi. Đó, đơn giản vậy thôi nhá. Rồi, cảm ơn anh em.